Hôm nay coi như là báo thù cho chú Tiết, cũng coi như là kính tế Dung Di, rút giận cho người Trung Quốc. Quan đại tiểu thư, cô không nên đứng đây, cô nên ngồi ở ghế phụ để Nam Nam đứng đây. Không phải tôi phải chụp ảnh sao? Hơn nữa vừa nãy trong kho chạy ra, tôi là người cuối cùng, cũng phải biết trước sao chứ. Có những chuyện phải nói trước sao, nhưng có những chuyện có phải dành trước. Cậu muốn xuống tay với ai? Kẻ địch, nên xuống tay mạnh mẽ. Các cậu đừng có vui mừng quá sớm, biết đâu người Nhật đang chặn chúng ta trên đường đấy. Yên tâm đi, chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ. Rẽ trái. Có người Nhật. Anh sói tử, bây giờ làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Giấu xe trước đã. Xe này của chúng ta không thể lái nữa rồi. Vậy phải làm sao? Chỗ này cách chỗ chúng ta dự định rút lui vẫn còn một đoạn đường nữa. Như thế này, chúng ta ở đây thay quần áo đi, sau đó đổ sạch dầu ở xe này đi, đi bộ về. Ở đây thay đồ à? Như này, hai người ở đây thay, ba chúng ta tìm chỗ khác. Được, nhường chỗ cho hai người. Đi. Khốn kiếp. Thưa ngài, chúng ta đã thiết kế tầng tầng, nói không chừng quân địch đã bị ta bắt. Nói không chừng bọn chúng đã quay về uống rượu ăn mừng rồi. Ngày Sihara, đường điện thoại bị người khác cắt đứt. Nói nhảm, không phải cắt đứt hay là gió thổi. Kuro Fuji, đem người đi lục soát ngay, phát hiện tình báo đáng giá, đến báo cáo. Dân, thông báo cho các bộ phận khác chưa? Trước khi đến đã thông báo với toàn bộ nhân viên có thể điều động. Viên giả đâu? Đã thông báo rồi. Toán bây giờ còn chưa tới. Dừng xe. Sao thế? Lái xe qua kia. Mau, quay xe. Đây không phải là xe chúng ta bị mất sao? Tôi làm sao giải thích với ngài Ishihara đây? Tìm được xe không phải chuyện tốt sao? Ông dùng não suy nghĩ vấn đề được không? Con đường này thông đến xưởng, bây giờ xưởng xảy ra chuyện, xe bị mất ở đây. Ông cảm thấy đây là trùng hợp sao? Anh nói xem, chuyện này có đổ lên đầu chúng ta không? Nhưng xe này bị trộm đi,
Tôi thấy vẫn nên đi tìm ngài Ishihara để giải thích rõ ràng đi. Bây giờ chúng ta đã phạm lỗi rồi. Nếu như chúng ta không nghĩ được cách lấy công chuộc tội đứng trước mặt người Nhật Bản, lỡ như công xưởng xảy ra chuyện lớn, người chết đầu tiên chính là chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao? Ông nói xem, sao bọn chúng để xe ở đây? Có thể là xe hết xăng rồi. Có dầu đốt những đồ này. Lái không có dầu à? Con đường này thông qua thành, chắc chắn có người tiếp ứng cho bọn họ, cho nên bọn chúng bỏ xe mà chạy. Con đường này là con đường bắt buộc phải đi đến Tô Giới. Bọn chúng bỏ xe ở đây chứng minh bọn chúng đã vào thành mà không phải xuất thành. Tôi đoán bọn chúng trên đường đi về gặp phải người Nhật Bản, cho nên mới bỏ xe ở đây. Đợi người Nhật đi rồi mới đốt đi những thứ này. Vì vậy Ishihara không nhìn thấy bọn chúng, mà những thứ này bị tôi phát hiện. Bọn chúng thay đồ sạch sẽ vào thành. Đám người này rất xảo quyệt. Nếu hung thủ đã chạy vào Tô Giới, vậy thì mau thông báo cho Ishihara đi. Lỡ như bắt được hung thủ, chúng ta còn lập công đó. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Vừa nãy ông nói xe hết xăng rồi. Không, xe vẫn còn. Hôm trước tôi nhớ đã kiểm tra mấy chiếc xe này. Xăng ở xe này đã hết rồi. Hơn nữa hai hôm nay không có ai đổ xăng. Chắc không có. Thưa ngài, có phát hiện. Mau. Mau. Tình hình thế nào? Thưa ngài, trong xưởng phát hiện rất nhiều bãi nông mửa. Người ở đây chắc chắn bị trúng độc. Nhưng trúng độc gì vẫn phải đợi kết quả kiểm tra tiếp theo. Chẳng trách bọn chúng có thể tấn công vào công xưởng. Quá ra bọn chúng dùng độc. Không phải tôi đã sắp xếp người kiểm tra thức ăn sao? Sao lại có người trúng độc? Thuộc hạ thất trách. Thưa ngài, nhưng cách hạ độc cụ thể đã không thể điều tra. Thưa ngài, người này bị độc trước, sau đó bị dao đâm vào tim mà chết. Dùng dao sao? Tôi cho rằng người này là bị ném chết. Ném? Cậu dựa vào đâu mà phán đoán như vậy? Quân địch của chúng ta quen dùng loại dao này. Dùng dao thuận tay hơn dùng súng. Chắc chắn là đã được huấn luyện qua. Lẽ nào là đặc công chuyên nghiệp mà người Trung Quốc bồi dưỡng? Rất có khả năng. Có phải là người của bang hội làm không? Phải biết bên trong bang hội có rất nhiều cao thủ chơi dao. Rất có khả năng này. Không không, tôi thấy loại khả năng này rất nhỏ. Thưa ngài, từ vết tích ở cửa công xưởng, kẻ địch chắc là lái xe tải đâm vào công xưởng, tiêu diệt lực lượng vũ trang còn sót lại trong phòng, sau đó lắp lựu đạn nổ, làm nổ xưởng. Hàng loạt hành động này không hề dây dưa. Hơn nữa trên đường chúng ta đến đây không hề phát hiện vết tích rút lui của địch. Không giống như người của bang hội làm. Tôi cảm thấy là cao thủ của quân Tân Tứ, hoặc là đặc vụ của quân thống quốc dân đảng làm. Có thể lái xe, có thể dùng dao. Sao tôi nghe có chút quen thuộc vậy? Ý của ngài là viên soái? Không thể nào. Hắn có bản lĩnh như này sao? Ngài Ishihara, ngài Ishihara, để hắn vào đây. Khốn kiếp, sao bây giờ hai người mới qua đây? Ngài Ishihara, ngài hãy phong tỏa tất cả những đường từ đây tới Tô Giới. Bọn chúng đã chạy theo hướng về phía Tô Giới. Bọn chúng, cậu biết bọn chúng là ai? Tôi không biết, nhưng tôi phát hiện manh mối bọn họ để lại. Đường dây điện thoại đã sửa xong chưa? Truyền tin đã được hồi phục. Lập tức gọi điện thoại phong tỏa đường đi Tô Giới. Nếu như người Pháp có hỏi, bắt buộc phải kéo dài 2 tiếng.
Dân. Anh Soái, bây giờ chúng ta coi như là an toàn rồi chứ? Bọn giặc chưa đuổi kịp chứ? Có phải là bị nổ chết ở trong xưởng rồi không? Tốc độ tập kết của đội Nhật rất nhanh. Một khi bọn chúng biết công xưởng bị nổ, rất nhanh sẽ lục soát toàn thành. Quan sẽ nói đúng lắm. Việc chúng ta cần làm bây giờ, nghĩ xem có sơ hở gì không. Chúng ta lên xe rồi nói. Được, các cậu lên trước đi. Mau mau. Anh Soái, mau lên. Anh Soái Tử, chút nữa về nhà tôi phải mua bình rượu uống cho bớt sợ. Trời ơi, an toàn rồi, mau ngồi đi. Ngồi đi. Lần này còn kích thích hơn lần ăn cắp gạo lần trước. Đừng nghe anh em nói bừa. Đây đâu gọi là kích thích, đây gọi là tìm chết. Nói không chừng còn mất mạng. Soái ca, sau này cậu đừng có làm những chuyện kích thích này nữa. Cậu hiểu cái gì? Đây là tích đức. Làm việc cho rạng tổ rạng tông, chết rồi vẫn vinh quang, biết chưa? Nghĩ xem có để lại sơ hở gì không. Vừa nãy thay đồ, tối công cụ của em bị rơi trên xe rồi. Như vậy thì chết rồi. Để bọn Nhật tìm được chiếc xe đó, biết định sẽ bị phát hiện ra cái túi công cụ đó. Vậy thì chúng sẽ biết chúng ta rồi. Túi công cụ ở đây. Nam Nam, sự ý của em được anh bổ sung rồi. Đừng nghịch nữa, mau nghĩ đi. Có chuyện gì không ngờ tới không? Soái, Soái Tử, em lại làm sao? Hôm nay tiệm cắt tóc không mở cửa. Ông chủ hộ bên cạnh chính là gián điệp của Ishihara. Sư phụ, sư phụ, dừng xe một chút đi. Xuống xe nói. Sao vậy? Sao lại xuống xe? Cậu hét cái gì mà hét? Trên xe nhiều người như thế, cậu hét cái gì? Nam Nam, Ishihara làm sao? Hôm nay tiệm cắt tóc không mở cửa. Ông chủ hộ bên cạnh là gián điệp của Ishihara. Lỡ như phát hiện chúng ta không ở đó, vậy thì Ishihara sẽ nghi ngờ chúng ta. Vậy thì thảm rồi. Lỗ hổng này khó mà bù vào. Cháy rồi. Ông chủ hồ, cháy rồi. Làm cái gì thế? Mau dập lửa đi, dập lửa đi. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Mất xe sao không báo sớm? Chúng tôi cũng vừa mới biết chuyện này. Có phải các người thông đồng với người khác không? Không phải. Chuyện này thật sự không liên quan gì tới chúng tôi. Còn muốn lừa người? Chuyện này không liên quan tới cậu ta đâu. Ngày Ishihara, tôi phát hiện đám người đó có đổ xăng xe. Mà trạm xăng ở ngoài tô giới đều do chúng ta khống chế. Trong tô giới chỉ có mấy cái. Tôi nghĩ nhất định có người nhìn thấy rõ tướng mạo của bọn chúng. Ngày Ishihara, miệng bình xăng có rất nhiều dầu củi, chắc không phải là thêm xăng ở trạm. Bằng không sẽ không tràn ra ngoài nhiều như vậy. Chắc là mua dầu trước, xong tự mình đổ. Cậu còn có thể phát hiện nhiều manh mối như vậy, cũng coi là thông minh. Lần này tôi bỏ qua cho cậu trước. Viên giả, cậu nói chuyện này là do ai làm? Không dễ nói. Có khả năng là quân Tân Tứ. Nếu không người khác sẽ không to gan như vậy và dũng cảm lớn như vậy. Quân Tân Tứ, quân Tân Tứ còn phải trộm xe tải của cậu sao? Đừng quên, sông Tô Châu chảy vào trong thành. Ý của ngài là người trong Thượng Hải làm sao? Tôi thấy lại là tên phán quan kia. Nhưng phán quan rốt cuộc là ai? Trực giác của cậu thì sao? Chuyện này tôi không dám nói bừa, sợ ảnh hưởng tới phán đoán của hoàng quân. Chắc là anh trai của cậu. Anh trai tôi không có đội ngũ, hơn nữa cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Hắn có bản lĩnh hay không, không phải do cậu nói thì tính.
Còn gì đội ngũ? Cô Fuji. Dạ. Lập tức đi xem tình hình tiệm cắt tóc của Nam Nam. Ngoài ra, sắp xếp người đi kiểm tra các trạm xăng. Phải biết trạm xăng không nhiều người mua xăng, bọn họ sẽ có ấn tượng. Sau đó phong tỏa các đường, người khác cùng tôi đến quan gia. Sao lại thế này? Dược sư Sim Ra đã ra tay rồi, là giúp chúng ta lấp chỗ sơ hở. Lại là dược sư. Sơ hở của chúng ta ai bổ sung? Nếu như lại có tàn thuốc, tôi nướng hết các người lên. Ông trời thật có mắt. Quả thần hiển linh rồi. Cảm ơn quả thần. Quả thần hiển linh rồi. Quả thần. Quả thần thật tốt. Anh ơi, anh ơi, anh không mua qua. Cái này cho anh. Dược sư, mau xem đi. Dù các người cả đêm không về, sợ là sẽ gây nên sự nghi ngờ của người Nhật Bản. Đã sắp xếp người quan gia đến Trúc Giang, mời hợp tác với cô ấy vượt qua cửa ải này. Dược sư. Cô làm gì vậy? Tên nhảy ranh này muốn làm con rể của nhà tao mày cũng xứng sao? Nhìn xóa anh không sao chứ? Trời ơi, chảy máu mũi rồi. Sẵn. Em đây. Là ai đánh tôi vậy? Bối Cần Gia. Đi. Trưởng quan. Đại tiểu thư nhà các người đâu? Không biết ạ. Đêm qua cô ấy không về. Tối qua không về. Vậy tối qua cậu có nhìn thấy Diên soái không? Diên soái cũng không thấy. Vậy bọn chúng đi đâu rồi? Không, không rõ. Hình như ở với chú Kiệt và Bối Cần Gia. Hai người bọn họ đi đâu rồi? Vừa nãy nghe nói chú Kiệt hình như ở nhà kho số 5 ở bến đò. Ngày Shihara, chúng ta đến kho xem thử đi. Nếu như Diên soái không ở đó, vậy khả năng anh ấy là phán quan rất nhỏ. Thưa ngài, đường xá không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Ông chủ hồ điện đến nói đám người đuôi nhỏ không rời khỏi tiệm cắt tóc. Vì vậy chắc không phải bọn chúng làm. Trạm đổ xăng vẫn đang điều tra, cần thời gian. Đuôi nhỏ không ra ngoài, cũng không thể chắc chắn Diên soái không liên quan tới chuyện này. Trạm xăng tôi đích thân đi điều tra. Các cậu đến bến đò, nhất định phải xác nhận hành tung đêm qua của Diên soái vào sáng nay. Hơn nữa nhất định phải tìm thấy hắn ta.